Xin uh, kính chào ông bà mục sư, quản nhiệm các uh, lãnh đạo trong hội thánh và các con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi uh, được trở lại đây mà uh, uh, mới hai đêm qua. Uh, cảm ơn Chúa cho tôi được cơ hội để cùng với hội thánh suy ẩm lời Chúa sáng hôm nay, uh, buổi chiều hôm nay. Uh, xin Chúa ngài ban ơn và chúc phước đặc biệt cho chúng ta trong lời của Chúa. Xin chúng ta cùng nhau mở ra trong sáng thế ký, uh, xin lỗi, trong Samuel thứ nhất đoạn thứ mười bảy. Samuel thứ nhất đoạn mười bảy. Samuel thứ nhất đoạn mười bảy. Và xin nhờ một Sư Thành đọc dùm phần Kinh Thánh từ câu thứ ba mươi đến câu thứ... À, 51. Dạ. 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 35. Chúng ta sẽ nghe lời của Chúa Thì tôi đuổi theo, đánh nó Rước con chiên khỏi miệng nó Hãy nó cất lên cự tôi Tôi nắm rau nó, đánh và giết nó đi Tôi tớ vua đã đánh chết Con sư tử và gấu Vậy thì người Philippines không chịu các bì kia Cũng sẽ đồng số phận với chúng nó Vì hắn đã xỉ nhục Các đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sông David nói, Đức Sơ Va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cặn gấu. Ác sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philippines kia. Saul đáp rằng, hãy đi, nguyện Đức Sơ Va ở cùng ngươi. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mạo đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen nhưng người nói cùng sơ lo rằng Tôi không thể mang khí giới này mà đi được Vì tôi không có thói quen David bèn cởi áo ấy ra Cầm một cây gậy Lựa dưới khe năm cục đá bóng loáng Để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có Và cái trành ném đá ở nơi tay Rồi rơm tới người Philippines Người Philippines cũng sơm tới Đến gần David Có kẻ vác binh khí đi trước người Philippines xem David thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philippines nói cùng David rằng, ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta. Người Philippines bắt danh các thần mình mà đuổi xả David và tiếp rằng, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David cũng đáp cùng người Philippines rằng, ngươi cầm gươm giáo lao mà đến cùng ta, còn ta, ta nhân danh Đức Giêsu và vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sử dụng. Ngày nay Đức Giêsu sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và ngày nay ban thay cho đạo binh Philippines cho chim trời và thú vật của đất khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa trời và vương lính này sẽ thấy rằng. Đức không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo vì Đức là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sẽ khi người Philippines đứng dậy, sớm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philippines. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành chúng nơi tráng, người Philippines, cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té ấp mặt xuống đất. Như vậy, David thắng người Philippines bằng cái chèm đánh đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn David chạy lại, xông vào mình người Philippines, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philippines thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn chúng ta đọc câu gốc uh, tôi xin phép đọc câu gốc ở đây câu số 47 khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Sơ Va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo vì Đức Sơ Va là Chúa của chiến trận và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Amen. Ông Chúa xin kính mời một sự. Hallelujah cảm ơn chúa chúa có cách khác để giải cứu chúng ta đó là lời mà david đã nói với goliath là kẻ đối thủ nghịch cùng mình là kẻ mà sỉ nhục dân sơn suốt 40 ngày một cách rất là uh, <laughs> áp lực rất là nặng nề rất là khốn cùng nhưng mà chúa ngài dùng một người Uh, thiếu niên hay là một chàng thanh niên trẻ tuổi để có thể đem một cái không khí thuộc linh đem một sự giải cứu một cách kỳ lạ lùng. Tôi xin phép được đọc thêm một cái câu kinh thánh khác nữa cũng đầy ý nghĩa liên quan đến cái điều mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay tại đây. Ở trong ECT đoạn 4 câu thứ 14, ECT đoạn 4 câu thứ 14, vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Juda hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác. Còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Xin hội thánh chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện trước khi tôi công bố lời Chúa. Xin hội thánh cũng cầu nguyện cho tôi. Ở Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì giờ phút này. Chúng con cần được lời của Đức Chúa Trời. Chúng con cần được lời sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng con cần được lời quyền năng của Ngài mạnh sức. Lời đầy năng động của Ngài, lời như lửa làm đốt cháy tâm linh của chúng con. Chúa ơi con cầu xin Chúa Ngài cho con và đem con thật sự được nuôi nấng bởi lời lẽ thật sự sống từ nơi Ngài Để đức tin chúng con được gia tăng Để chúng con bám chặt lấy Chúa và nương nhờ nơi Ngài chỉ có chín ngày đã giải cứu chúng con cách lạ lùng màu nhiệm mà thôi chỉ có chín ngày mới là câu giải đáp một cách rất là tuyệt đối sâu sắc và cả thể cho chúng con mà thôi vì vậy lại Chúa xin ban cho lời của Ngài trở thành lời sự sống, lời thần linh và sự sống nuôi sống tâm linh con và dân sự của Ngài buổi chiều hôm nay. Xin Ngài kiểm soát tư tưởng con. Xin Ngài ban cho con được tự do bởi Thánh Linh của Ngài tuôn đổ qua con lời chia sẻ và công bố buổi chiều hôm nay để tất cả chúng con được nâng đỡ khích lệ được bước đi trong sự nhờ cậy nơi ngài luôn luôn. Hồi cho chúng con nếm trải được những điều mầu nhiệm kỳ diệu lạ lùng từ nơi ngài con cảm ơn ngài. Con chúc phước trên lời của ngài. Xin thánh linh ngài hành động cách đặc biệt trong con và hội thánh Chúa buổi chiều hôm nay. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia, cảm ơn Chúa. Tới hội thánh của Chúa với cái câu chuyện giữa david và goliath thì chúng ta đã nghe và biết cái điều đó rất là nhiều rồi tuy nhiên qua cái câu chuyện này tôi rút ra được một cái bài học mà chính chúa ngài dạy dỗ cho chính đời sống tôi và tôi cũng muốn công bố điều này để cho hội thánh của chúa chiều hôm nay thấy được rằng chúa ngài có cách khác để giải cứu Chúa có cách khác giải cứu không theo cái cách thông thường của chúng ta nghĩ không theo cái cách mà chúng ta nghĩ là Chúa dùng chỉ có cách này cách này mà thôi nhưng mà có cách khác để thực hiện sự giải cứu một cách lạ lùng kỳ diệu cho đời sống của mỗi chúng ta em chúng ta thấy rằng trong cái bối cảnh dân Israel lúc bấy giờ họ lâm vào trong tình trạng bế tắc hoàn toàn họ đã dàn trận đối với dân philippines và bên phía đối phương thì có một tay khổng lồ goliath mỗi ngày đứng ra và thách đấu với dân israel và cái sự thách đấu kể cả sự sỉ nhục kể cả những lời nói mà ngạo mạn của goliath đối với dân israel nhưng dân Israel hoàn toàn bị bế tắc trong cái tình trạng đối phó. Không một người nào dám đứng ra để mà cãi cự đối với Goliath. Kể cả vua Sao Lơ, đội ngũ tướng quân của ông và cả cái hàng quân của ông. Không ai, không một ai dám đứng ra để mà đối phó, không một ai dám đứng ra để mà đương đầu với cái tình trạng đó và chúng ta thấy rằng họ lâm vào trong cái tình trạng bế tắc nghiêm trọng họ ở trong tình trạng im thiên thít và không dám hóe một lời không dám cử động một cái hành động nào để chứng tỏ là mình là một cái đạo quân có thể đối đầu với quân Philippines dưới sự lãnh đạo của Goliath khổng lồ này và tại trong tình trạng đó thì chúng ta thấy rằng david đã xuất hiện không phải là một chiến sĩ không phải là một quân chính quy nhưng david chỉ là một chàng thiếu niên trẻ tuổi và chỉ chăn bày chiên của cha mình mà thôi và lúc bấy giờ các anh của david bị gọi đi gặp nhập ngũ vào trong hàng quân của quân đội israel cho nên David ở nhà phải chăn giữ bài chiên của các anh mình nữa Và với vai trò của ông là chăn chiên mà thôi Nhưng khi ông xuất hiện tại đó Ông nghe những cái lời thách đấu của Goliath Những lời sỉ nhục của Goliath Những lời mà đe dọa và làm cho Nghĩa là áp lực rất là nặng nề trên đạo quân của Israel làm cho ông không làm cho chàng không có thể yên lặng được và chàng đã ra mặt và nói rằng kẻ không chịu các bì nà là ai mà dám sỉ nhục đạo quân của đức chúa trời Hạng sống và sau cùng thì chúng ta thấy rằng David đã hỏi thăm dò coi cái tình thế như thế nào để rồi ông có thể đứng ra để mà đối đầu với goliath và đứng trước tình hình đó chúng ta thấy kết quả thì ông đã được lơ vua Lơ triệu tập tới hỏi và david nói rằng tôi sẽ đi đánh goliath và sau Lơ đã nói rằng ngươi làm sao đấu trọ lại với cái tay này trong khi tay này là một tay nghĩa là lực sĩ một chiến sĩ giỏi từ thổi còn bé còn ngươi là một cái cậu thanh niên bé nhỏ chăn chiên làm gì được nhưng mà david nó không tôi sẽ đi ra chiến đấu tôi sẽ hạ gục nó bởi vì trong cái kinh nghiệm bản thân trong quá khứ giàu chỉ là người chăn chiên thôi nhưng mà đã từng hạ gục được sư tử đói hạ gục được cái bày mà là gấu rất là dữ dằn thì huống chi cái tay không chịu các bì nào là ai và kết quả thì chúng ta biết rằng Vua Lơ trao cái khí giới cho David để đội mão, mặc áo giáp rồi nào là uh, gươm, kiếm, nào là những cái trang thiết bị của cái chiến sĩ thì David nói tôi không có quen thuộc cái này, thôi tôi không thể dùng được và ông ta đi ra. Và ông đi ra ông đã nói với Goliath này, người đến với ta bằng gươm, bằng giáo, bằng lao nhưng ta đến với người chỉ bằng danh Đức Siêu và mà thôi để cho đạo quân của Israel biết rằng Đức Giêsu và không giải cứu bằng gươm, bằng giáo, bằng lao nhưng mà Ngài có cách khác để giải cứu dân sự của Ngài. Ngài là Đức Giêsu và là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó người vào tay ta. Và chính lời công bố đó David đã hạ gục được Goliath bằng một cái thứ khí giới rất là tầm thường Chỉ là cái ná bắn, bắn, bắn có thể bắn chim hay là cái ná để mà để mà mà đánh đuổi thú để cho nó, nó, nó chạy đi hầu giữ bài chiên thôi Và qua câu chuyện này chúng ta thấy thật sự rất là kỳ diệu lạ lùng Chúa Ngài có để giải cứu đạo quân của ngài khỏi tay khổng lồ của cái sự áp lực nặng nề đó thì tôi tin rằng thưa hồi thánh ngày hôm nay chúa cũng có cách ngài giải cứu chúng ta khỏi những áp lực đang vây bọc chung quanh chúng ta có những cái trận chiến mà chúng ta không muốn đối đầu có những trận chiến bày ra bất thình lình đối với chúng ta có những cái trận chiến mà có thể xảy ra chúng ta đang cái lúc chúng ta không có chuẩn bị gì cả nhưng hỡi anh chị em chúng ta hãy biết rằng chúa ngài có cách khác để giải cứu chúng ta em ấy ngài không giải cứu bằng gươm ngài không giải cứu bằng giáo ngài không giải cứu bằng lao ngài không giải cứu bằng những cái khí giới của cái thế giới này nhưng mà ngài giải cứu theo cách của ngài đó là một sự giải cứu kỳ diệu và lạ lùng mà Mỗi chúng ta cần trải nghiệm được Cái sự giải cứu này Dân Israel đã bị áp lực Trong cái tình huống bị bế tắc Không phải 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày Mà những 40 ngày ngày nào cũng vậy ngày nào cũng bị sỉ nhục ngày nào cũng bị sỉ vả ngày nào cũng bị tấn công ngày nào cũng bị khiêu chiến ngày nào cũng bị nghĩa là thách thức đấu ngày nào cũng cũng là đương trước cái 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 sự mà 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 thách thức đó thì chúng ta thấy rằng họ không có cái đường nào say sở cả nói một lời là họ hoàn toàn bị bế tắc cùng đường giống như trong thi thiên 70 câu thứ năm nói rằng Chúa ơi xin mau mau cứ giúp tôi Xin mau mau đừng chậm trễ Vì tôi cung đường và thiếu thốn Vì tôi bế tắc và cung đường Vì tôi không còn lối thoát nữa Xin mau mau đến giải cứu Nhưng mà dân sơn chúng ta thấy đối diện với tình trạng đó Họ không biết cầu nguyện Họ không biết nhờ cài chúa họ không phải là không có vua họ không phải là không có tướng không phải là có nhưng không có như bộ chỉ huy không phải là có những không có những cái chiến thuật không có những khí giới trang bị có nhưng mà tất cả họ đã hoàn toàn mất đi tinh thần của cái sự chiến đấu họ mất đi cái niềm tin nơi đấng mà lãnh đạo cai trị họ chính vì vậy cho nên họ không tìm được cái lối thoát cho chính mình và chúa ngài thật sự có cách khác để giải cứu dân sự của Ngài. Thưa hội thánh của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta vẽ ra con đường để Chúa giải cứu chúng ta. Điểm A, điểm B, điểm C. Chúa ơi xin giải cứu con cách này, còn không cách này, phương án này, phương án kia. Nhưng mà thưa với anh chị em, Chúa ngài có phương án của ngài, ngài có phương cách của ngài, ngài có đường lối của ngài, ngài có chương trình của ngài. Ngài nói đường lối của ngài không phải đường lối của chúng ta, ý tưởng ngài không phải ý tưởng chúng ta. Ý tưởng của ngài là bình an không phải tai vải Amen. Điều chúng ta là chúng ta có nhờ cậy danh của ngài hay không mà thôi. Điều chúng ta là chúng ta có đủ đức tin tin vào Chúa chúng ta là hàng sống ngài đã đích thực đang ở với chúng ta để hành động thay cho chúng ta hay không mà thôi. Chúng ta đừng đưa ra một lập trình điểm A, điểm B, C Chúa giải cứu chúng ta không Chúng ta hãy đặt để lòng chúng ta tin cậy nơi Ngài Để chính Ngài sẽ thể hiện cái cách của Ngài Giải cứu chúng ta Hoặc là bên trong chúng ta Ngài dẫn dắt chúng ta Hoặc là cách nào khác đó Ngài có thể thực hiện sự giải cứu này cho chúng ta Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có nhiều cách khác nhau Để giải cứu những người lâm vào tình trạng không lối thoát bị bế tắc không được rất là màu nhiệm thưa hồ thánh của chúa rất là màu nhiệm kỳ diệu lạ lùng chúng ta thấy rằng david đã rơi vào trong một cái tình trạng thật sự đó là sống chết trong gan tóc bởi vì lúc bấy giờ vua sao lơ truy đuổi david ghét david bởi vì david Dầu là tể tướng của sao lơ trở thành người phục vụ đàn để giải sầu cho vua giải cứu vua khỏi những ác thần quấy rối sử dụng nhạc cụ rất là điêu luyện để phục vụ cho vua nhưng mà vua lại ngược đãi với david bằng cách là ganh tị ghen ghét và muốn triệt hạ david và rồi đã nhiều lần phóng giáo phóng lao để muốn giết David nhưng Chúa đã giải thoát hết. Tới một cái ngày kia thì David thấy rằng không an toàn ở trong nhà của mình với vợ của mình chính là con gái của vua Saul. Ông phải thoát thân ra khỏi nhà đó và ông chạy trốn nơi này nơi khác. Và một ngày kia thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng David đã chạy đến nhà của Samuel ở tại Najop, thuộc thành Rama. Thì khi David đến đó thì Samuel mới cùng David đi lên nơi thờ phượng. Thì Kinh Thánh chép rằng Chúa đã đổ thần của Ngài ở trên Samuel và đoàn tiên tri của trẻ của Samuel đang huấn luyện, họ nói tiếng lạ, họ nói tiên tri, họ ca múa nhảy hát ca ngợi Chúa. thì lúc bấy giờ cái thông tin đã đến tai Saul, lơ, Saul lơ cử cái đội quân đặc nhiệm của mình đến để bắt David và triệu tập David về để mà giết David. thì kinh thánh chúng ta thấy Chúa can thiệp cách lạ lùng là đội quân thứ nhất đến bước vào trong cái không khí hay trong cái vùng của na dớp của rama đó thì họ bắt đầu nói tiếng lạ nói tiên tri họ nhảy múa họ ca ngợi chúa khi thông tin này đến với tay sô lơ cái đám nghĩa là coi như là đặc nhiệm này đến để giải bắt giải ra về không về được mà lại nói tiên tri tiếng lạ rồi và ông sai đội quân thứ hai đội quân thứ hai đến trong cái phạm vi tuần linh đó họ cũng công nguyện họ cũng nói tiếng là họ nhảy múa ca ngợi giống vậy luôn sai đội quân thứ ba đội quân thứ ba đến đó trong cái phạm vi không khí đó họ cũng nhảy múa họ ca ngợi chúa luôn ông tức quá ông đó bây giờ ta phải đích thần đi đến và kinh thánh cho chúng ta biết là Sao lơ đã đi đến và tới ngay vùng đất đó thì Kinh Thánh chép rằng thân của Chúa vận hành trên Sao lơ. Đến nỗi Sao lơ cũng nói tiên tri nhảy múa ca ngợi Chúa không những vậy thôi mà ông cởi bỏ ca áo của mình ra ở trần. Và Kinh Thánh nói rằng ông nhảy múa ông ca ngợi bằng cái ngôn ngữ siêu nhiên mà Chúa đã làm. Đến nỗi Kinh Thánh chép rằng ông nằm giấc... trọn đêm đó và trọn ngày hôm sau. Và như vậy trong cái tình thế nguy ngập đó David đã thoát khỏi cái vòng vây đó Mà ra khỏi cái chỗ chết Mà sao lỡ Đức Thần đến để muốn triệt hạ David Khỏi hội thánh của Đức Chúa rồi Quý vị ơi Quý vị có tin rằng Chúa Ngài có cách khác để giải cứu không? Ngài có muôn vàng muôn cách để giải cứu tất cả chúng ta Đôi khi chúng ta nghĩ là Chúa phải giải cứu con cách này Cách này, cách này Không Ý tưởng của Ngài không phải tưởng của chúng ta Đường lối của Ngài không phải đường lối của chúng ta em ấy. Ngài có cách khác để giải cứu chúng ta Theo cách kỳ diệu và lạ lùng từ nơi Ngài em ấy. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Có rất nhiều những trường hợp khác nhau Chúa có cách giải cứu một cách rất là lạ lùng Rất là mầu nhiệm thưa anh chị em trong phần tận ước chúng ta thấy rằng sao lơ chống đối đạo chúa bắt bớ đạo chúa có cả giấy phép ở trong tay để xuống thành đa mách bắt bớ và tiêu diệt những người nào tin nhận chúa giê nếu không chối bỏ đức tin thì ông có thể giải tù nhân đó về tại jerusalem hoặc là xử họ tùy theo cái cách của ông thực hiện và làm cho tất cả những con cái Chúa ở tại thành Đa mắt nghe thông tin đó họ cũng khiếp sợ và rung rẩy. Nhưng kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi Sao lơ đang trên lưng lừa đi xuống thành đa mắt Thì ánh sáng từ trời chiếu xuống và đánh bật sao lơ khỏi cái lưng lừa Và có tiếng phán từ trời nói rằng sao lơ, sao lơ, sao người bắt bơ ta Sao lơ trả lời là Chúa là ai mà tôi bắt bớ Thì Ngài nói ta là giê -xu mà ngươi đương bắt bớ đây Thế là Sao lơ đã nói rằng Như vậy thì tôi bây giờ phải làm chi Chúa nó hãy vào trong thảm Tại đó có người sẽ chỉ cho ngươi những điều mà ngươi phải làm Tại đây chúng ta thấy rằng Chúa có cách giải cứu chúng ta Thấy lạ lùng lắm Ngài giải cứu theo cách của Ngài lạ lùng lắm. Dân sự của Chúa thì sợ hãi âu oh lo. Sự xuất hiện của sa lơ ở đâu là sự chết. Nghĩa là có thể hạ áp đến đó. Sự xuất hiện của sa lơ sẽ đến nơi nào. Thì chúng ta thấy rằng bóng tối của sự bao trùm và sự vấy bọc khỉnh khủng hoảng. Nhưng mà Chúa Ngài dùng ánh sáng của Ngài. Ngài dùng tiếng phán của Ngài để mà bắt phục những cái đối nghịch cùng chúng ta để ngài giải cứu chúng ta giống như ngài dùng ánh sáng chinh phục sao lơ để giải cứu sao lơ đồng thời giải cứu dân sự thoát khỏi cái sự tấn công bắt bớ và chém giết của kẻ thù nghịch cùng hội thánh cùng con cái của ngài em hỡi anh chị em xin chúa cho chúng ta biết rằng chúa ngài luôn luôn có mặt ở tại đó chúa ngài luôn luôn có nhiều cách khác nhau để ngài giải cứu chúng ta Ngài giải cứu chúng ta không phải bằng gươm, bằng giáo, bằng khí giới, bằng vũ khí, bằng những cái lực lượng của cái con người, của xác thịt, của cái trần gian này. Nhưng Ngài giải cứu chúng ta theo sự mâu nhiệm lạ lùng kỳ diệu của chính Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài có nhiều cách khác nhau để giải cứu chúng ta. Thưa anh chị em ơi. Đôi khi chúng ta không nghĩ là cái Chúa có thể giải cứu được. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chắc chết quá chứ chúng ta coi như là là cung đường rồi không còn lối thoát. Nhưng mà thưa anh chị em, không có nhiều điều gì bất năng cho Đức Chúa Trời chúng ta. Amen. Không có điều gì bất năng cho Đức Chúa Trời chúng ta. Vì chỉ vì cỡ chúng ta không có những người dám mở ra cho Chúa cơ hội mà thôi. Không dám mở ra cho Chúa có cái thời khắc để Ngài thực hiện mà thôi. Bởi vì Ngài ở đó có thể làm nhiều cách khác nhau, giải cứu nhiều cách khác nhau để Ngài đưa dân sự của Ngài ra khỏi cái chỗ nguy hiểm, ra khỏi cái sự mà có thể đe dọa rất là nghiêm trọng đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong thời kỳ hội thánh đầu tiên được thiết lập, Đạo Chúa được bùng nổ khi Đức Thánh Linh Chúa giáng xuống. Các thầy tế lễ Thầy, th thầy thông giáo tòa công luận rất là bực tức về đạo chúa đến nỗi qua cái phép lạ mà chúa dùng phi rơi chữa lành người què tại cửa đẹp họ tức mình quá họ bắt tống giam các sứ đồ vào trong ngục kinh thánh chép rằng trong đêm đó chúa sai thiên sứ của ngài đến mở cửa ngục và nói với các sứ đồ là, hãy cứ lên đền thờ mà giảng dạy sáng hôm sau thì họ lên đền thờ giảng dạy trong khi đó thì những cái người lãnh tụ lúc bấy giờ truyền vào trong ngục để mà mở cửa ngục đem những người ra ứng hầu nhưng mà không thấy đâu hết Chúa Ngài có cách khác giải cứu dân sự của Ngài Ngài có cách khác để giải cứu những tôi tới của Ngài Ngài có cách khác giải cứu hội thánh của Ngài Amen. Hãy nói với người kế bên mình Ngài có cách khác để giải cứu bạn Hãy nói với người kia mình Ngài có cách khác để giải cứu anh Ngài có cách khác để giải cứu anh chị em ấy Đôi khi chúng ta nghĩ rằng không còn lối thoát nữa Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Nó coi như là thua rồi Nó bị kèm hãm rồi Nó bị đóng khung rồi Nó bị cung đường rồi Nhưng không anh chị em ơi Chúng ta hãy ngửa trong nơi Chúa Vì Ngài có cách khác để giải cứu chúng ta Theo cách của Ngài Chứ không phải theo cách của chúng ta Em ấy Hallelujah cảm ơn Chúa kinh thánh đó là ngài sai thiên sứ của ngài bảo vệ chúng ta ngài sai thiên sứ của ngài đi trước chúng ta ngài sai thiên sứ của ngài đóng thà chung quanh chúng ta ngài sai thiên sứ của ngài mở tất cả những cánh cửa đang đóng chặt chung quanh chúng ta để chúng ta được tự do bước đi ra trong sự thương xót và trong năng quyền của ngài Amen Hallelujah cảm ơn Chúa điều thứ hai chúa thực hiện giải cứu trong cái thời điểm nào trong cái thời khắc nào đây trở lại câu chuyện của David và Goliath thì chúng ta thấy rằng vua Sá-lơ và toàn quân đội của dân Sen họ đã bị án binh bất động không dám đương đầu không dám nhúc nhích không dám hoa một tí nào cả đã đến ngày thứ 40 rồi và không còn con đường thoát cho họ. Thì chúng ta thấy rằng Chúa lại dùng David xuất hiện. Và David giàu lúc bấy giờ chỉ là đi thăm nuôi anh của mình thôi, để đem tiếp tế lương thực cho các anh mình trong quân đội thôi. Nhưng mà tại đó thì Chúa ngài đã sử dụng David ra tay để mà đối phó với goliath này và trong cái giây phút mà có thể nói rằng không còn có cách nào đó thì chúa ngài đã mở ra cái thời khắc không ai nghĩ ra được sao lơ cũng không có biết được cái chiến thuật của cái nội các của sao lơ coi như dẹp tất cả những cái khôn ngoan tri thức những cái kinh nghiệm của chiến trường những cái mà mà, mà kỹ thuật những cái chiến thuật Mà chiến đấu quân sự coi như là bó tài Thì trong thời khắc đó Chúa Ngài cho một người giàu không Có tiếng tâm giàu không phải là uh, Lính uh, chính quy Giàu không phải là tướng quân tài giỏi Không có bất cứ một cái tiêu chuẩn nào Trong cái đạo quân của Sa Lơ cả Nhưng Chúa Ngài dấy lên trong cái thời khắc mà có thể nói rằng đầy dẫy những cái sự khủng khiếp đó để Ngài đem cái sự giải cứu đến cho dân sự của Ngài. Ngài có, Ngài giải cứu theo cách của Ngài trong thời điểm mà Ngài ra tay thưa anh chị em ơi. Có thể sáng, có thể trưa, có thể tối, có thể bất cứ giây phút nào Ngài cũng có thể ra tay để mà làm cái công tác giải cứu cả Amen Hãy nắm chặt lấy Ngài Hãy tiếp tục chờ đợi Ngài Đừng đi trước Ngài, cũng đừng đi sau Ngài Ngài cho chúng ta biết kinh thánh cho chúng biết Ngài làm đúng kỳ Đúng thời điểm Đúng ý định của Ngài Thì Ngài thực hiện cái điều đó Một cách rất là lạ lùng kỳ diệu Chúng ta thấy câu chuyện của ông Joseph trong Kinh Thánh ở trong sáng thế ký đoạn 40 câu thứ 23. Ông Joseph bị trù dập đủ thứ mọi thứ hết từ anh em của mình rồi đi bị bán làm nô lệ xuống Ai Tô ở trong nhà phục vụ làm đầy tớ phục vụ ở trong nhà của Potiphar cuối cùng cũng bị tấn công về mặt tình cảm, cuối cùng bị tống giam một cách là 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 không có ra tòa để mà mà xét xử rồi sau đó thì ông được hai cái ông mà mà quan quang là tướng của vua Ai bị tống giam vô chung rồi ông giải điềm chiêm bao cho họ được ứng nghiệm xong rồi ông nói với họ rằng khi mấy ông ông sống ông ra rồi Ông nhớ tôi nha thì kinh thánh nói rằng họ quên đã Joseph họ quên tuốt không còn nhớ một cái tí nào cái lời mà 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 dặn dò của Joseph và cái sự trông mong của Joseph nơi cái ông quan được phục hồi đó thì dầu như dường như nó cũng cạn tắt luôn sao cái là hai năm không còn nhớ ra cái gì mà Joseph nói cho mình nữa và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng khi vua giê tô nằm mộng thấy cái chim bao và không ai giải thích được thì ông ta mới sực nhớ ra à, có một cái chàng tù sẽ giải thích điều này được ông mới nhớ ra và ông nói với Ê vua tôi là hãy đem cái ngựa ra và joseph đã giải mộng cho pharaoh kết quả thì chúng ta thấy ngay lúc đó ông được lột bỏ khỏi chiếc áo tù và mặc lấy chiếc áo tể tướng của Egypto để đem sự giải cứu ra cho dân sự của Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta bị quên lãng trong một cái tình huống nào đó. Dường như chúng ta không còn ai nhớ chúng ta Dường như không còn ai quan tâm chúng ta Dường như chúng ta ở trong tình trạng Dường như tứ cố vô thân Dường như chúng ta ở trong tình trạng Nghĩa là chỉ còn mình mình mỗi mình mình thôi Không còn ai nhớ đến mình nữa Và nhiều khi chúng ta kêu là Chúa ơi xin Ngài nhớ đến con Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ rằng Chúa cũng quên mình luôn Nhưng không thưa anh chị em Có Chúa tại đó thời điểm ngài giải cứu là thuốc về ngài em ấy thời khắc ngài hành động theo cách của ngài đúng cách đúng kỳ đúng giờ đúng giấc đúng thời điểm thì quyền năng của sự giải cứu được khai phóng và vinh quang sẽ được sáng tỏ và sẽ được huy hoàng bởi vì sự giải cứu tùy theo thời khắc mà ngài hành động em ấy. đôi khi chúng ta hơi phàn nàn chưa ơi lâu quá rồi hai năm rồi năm năm rồi bảy năm rồi mười năm rồi Ồ, hai mươi năm rồi lâu quá chúa ơi mỏi mòn rồi chúa sao lâu quá chúa ơi sao chậm quá chúa ơi không anh chị em ơi nhiều cái cái sự nôn nóng của chúng ta không phải là chúa đến thời điểm ngài làm ngài làm đúng thời điểm có khi ngài làm trước cái giây phút mà nguyên kịch nhất có khi Ngài không làm giải cứu trước cái khi nguy kịch nhất Mà Ngài giải cứu ngay trong khi nguy kịch nhất Ngài giải cứu ngay trong khi nguy kịch nhất Thưa anh chị em Khi dân Israel Trong sứ tư ký đoạn thứ 14 Đã được Chúa thi hành 10 phép lạ lớn tại sứ Egypto để giải cứu dân Sơn ra khỏi xứ Diệp Tô. Suốt thời gian họ sống tại đó 430 năm. Và lần này họ ra khỏi xứ Tô bằng 10 phép lạ lớn lao mà Chúa dùng môi xe dán xuống xứ Diệp Tô để Pharaoh mới chịu tha cho đi. Họ ra đi với đoàn quân không dưới một triệu người kể cả già trẻ bé lớn chưa kể những cái tài sản súc vật bò lừa và những cái gia cầm họ nuôi nữa một đoàn đi họ ra khỏi xứ tô được ba ngày đường Chúa không dẫn họ đi thẳng trên cái đường bộ để đi xuyên qua núi Sinai và đi đến xứ Canaan nhưng kinh thánh chép rằng đi được 3 ngày đường xong rồi Chúa dẫn họ đi ngược trở lại xuống cái bờ bên này, cái bờ biển đỏ và tại đó họ đóng quân tại đó thì kinh thánh chép rằng đạo quân Phà rôn mới sực tỉnh ra, tại sao tha cho dân sơ đi? Tại vì sao những cái ngày mà họ khủng hoảng bởi vì cả nước của họ trong sự tan chế bởi sự tai họa Chúa giáng xuống trên Siết tô, họ kéo quân. Họ huy động toàn bộ tổng lực của cái đạo quân mình Nào là xe thượng hạng, nào quân thượng hạng Nào là tướng, nào là pha rôn đuổi theo Họ đang đuổi theo với tinh thần rất là hậm hực Tức tối giận dữ và đây những cái sự mà hung bạo Bởi vì dân giúp dân Israel đã ra khỏi xứ làm tan tàn xứ sở của họ làm điêu đau điêu đứng và tan thương họ chế bao trùm cả dân Ai Cập cho nên họ tức tối họ kéo quân đến để họ muốn là tư diệt dân Israel này và đem trở lại bắt làm nô lệ không cho họ được tự do ra đi nữa và trong đoạn 14 kinh thánh chúng ta thấy rằng kinh thánh chép đạo quân Pharaoh đến gần đạo quân dân Israel dân Israel nhìn thấy họ khủng hoảng quá nó môi xe môi xe nguy quá kẻ thù đang tới bây giờ làm sao ông ăn trách môi xe đủ điều họ nói ông lãnh đạo tôi như vậy hả Ông dẫn chúng tôi ra khỏi cái chỗ là 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 uh, an ninh nào là uh, đầy đủ những cái thực phẩm đầy đủ những cái sự an lành đưa chúng tôi đồng vào trong vấn đề để chúng tôi chết không có chỗ chôn phải không mua xe lên án mua xe ông lãnh đạo kiểu gì có sự dẫn dắt của Chúa hay không mà ông làm vậy vân vân nhưng mà kinh thánh chép rằng mua xe kêu cầu của ông Chúa và ở trong câu thứ 19 đó rằng khi đạo quân của dân Egypto kéo gần đến gần đánh sát la cà đối với dân Israel để mà đã nư đã tức giận của quân Egypto thì kinh thánh làm chúa đã bắt đầu ra tài ngài làm cho trụ mây đi trước trở lại đi sau ngăn chặn giữa người đạo quân Ai Cập và dân Israel ngài khiến cho trụ lửa đi, đi ở trên bây giờ đi xuống ở giữa để ngăn ra hồ soi sáng cho đàn này dân sẽ đi và làm ăn mây tối tăm cho đàn quân của Ai Cập và kinh thánh chép rằng họ đã đến gần đến nỗi sắp sửa chạm cái đoàn quân của Israel thì kinh thánh chép rằng Chúa ở bên trong Chúa nhìn thấy trong đám mây Chúa nhìn thấy dân Israel như vậy thì kinh thánh chép rằng Đức Giê-hô-va bắt đầu ra tay đối với đạo quân của Ai Cập ngày tháo bánh xe ngày làm cho họ dẫn dắt cực nhọc họ lún lầy dưới đáy biển vân vân và dân Israel được an toàn đi lên qua bờ bên kia biển đỏ một cách rất là vui mừng hát người khen chúa Môi xe dơ tay lên thì nước biển lặp lại và toàn bộ đạo quân y sơn bị nhận chìm dưới đó điều này cho chúng ta thấy rằng anh chị em ơi trong giây phút mà có thể nó kẻ thù muốn tiêu diệt chúng ta muốn tóm lấy chúng ta muốn hành hài chúng ta tức giận của nó muốn triệt hại chúng ta nhưng ngay lúc đó ngay trong thời điểm chúa ra tay giải cứu ngài đã giải cứu trước ngài đang giải cứu và ngài sẽ tiếp tục giải cứu thưa hội thánh của chúa ngài có nhiều cách khác nhau để ngài giải cứu một cách mâu nhiệm kỳ diệu nếu chúng ta nhờ cậy nơi ngài chúng ta sẽ không bị khó thẹn bao giờ amen tin cậy nơi ngài chúng ta không bao giờ bị thất vọng vì Chúa chúng ta không bao giờ thất tiến Amen Chúa Ngài phán hứa điều gì Ngài sẽ làm điều đó Ngài nói rằng trong sự gian trương Hãy kêu cầu ta Ta sẽ giải cứu người Ta sẽ tôn vinh người Amen Trong bất cứ tình huống nào Hỡi Hội hồi, hồi thanh Hãy khám phá ra Chúa có nhiều cách khác nhau Để giải cứu chúng ta Nhiều thời điểm khác nhau một cách lạ lùng lắm ngài giải cứu chúng ta đôi khi chúng ta muốn chúa mau mau giải cứu chúng ta nhưng nếu ngài giải cứu chúng ta trước thì chúng ta không thấy được cái bàn tay của ngài vĩ đại hơn cái sự giải cứu của ngài nó nó đỉnh điểm hơn nhưng mà trong tình trạng có thể càng căng thẳng càng nguy khốn thì giải cứu của ngài càng lớn càng tỏ rạng càng vinh hiển amen hallelujah cảm ơn chúa chúng ta có nhớ câu chuyện của ba bạn Daniel không trong Daniel đoạn ba. Họ không quỳ lại trước pho tượng của Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar nói rằng nay ta cho các ngươi một cơ hội. Hãy nghe tiếng kèn, tiếng còi, tiếng đàn sắt, đần cầm thổi lên lần nữa, hãy mọp xuống pho tượng mà ta dựng còn nếu không thì vào lọ lửa hực. Thì ba bạn nói rằng việc này không cần phải nói với vua, Đức Giêsu và đón chúng tôi thờ lại có cách khác để giải cứu chúng tôi, có cách để ngài giải cứu chúng tôi. Vua biết rằng chúng tôi không bao giờ quỳ lại trước pho tượng đó đâu. Ông nêu cản xa tức giận, tim mặt bầm khe. Ông truyền đốt lò lửa nực bảy lần, truyền bắt trói hết ba bạn lại để quăng vào trong lò lửa. Ô, ô thật sự vào lò lửa hực bình thường chết chứ đừng nói chi nóng gấp bảy lần hay là nóng cấp bảy thì không còn gì để mà tồn tại cả nhưng hỡi hồi thánh của đức chúa trời khi ba bạn bị văng vào trong lọ lượt đó thì có hình dung của người thứ tư xuất hiện trong ba người đó không những họ bị trói chặt nhưng mà dây trói họ bị lại bùng ra và họ đi lại một cách ra ngang nhiên trong lò lửa hực. Nên các xa khủng hoảng quá, wow, không phải ta quan ba người sao mà ta thấy bốn người, tại sao vậy? Tại sao có bốn người mà người thứ tư này giống như con trai của các thần? Nên các nước xa ngạc nhiên trước cái điều này. Nhưng điều chúng ta thấy cảm tạ đức chúa trời chúa giải cứu các bạn đa đơn trong cái thời khác không phải trước khi quan vào lò lửa nhưng mà ngay trong lò lượt tại trong đó có chúa ở trong đó chúa quyền năng trong đó chúa che chở trong đó chúa ngài tháo mở dây cho họ ngài làm cho họ được thông vong trong cái lò lửa đó để chứng tỏ quyền năng của ngài cực kỳ vĩ đại là dường nào khiến cho đa nên phải sắp mình xuống mà tôn thờ đức chúa trời và ca ngợi ngài bởi vì sự giải cứu của ngài quá lạ lùng amen hallelujah cảm ơn chúa thưa Hồ thánh của Chúa, ngài giải cứu chúng ta tùy theo cái thời khắc ngài thấy điều đó là tốt nhất, là đấng tuyệt là điều tuyệt vời nhất, là đỉnh điểm nhất, là cả sáng cho danh của ngài hơn hết và cho bản thân của những người bị hoạn nạn được giải cứu đó cũng càng thấy mầu nhiệm lạ lùng quá chừng đổi mà Chúa làm trên đời sống của trên mình. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa hỏi cơ mà anh chị em. Nếu tôi và anh chị em đã rơi vào rơi vào trong trường hợp nào thì chúng ta đừng phải lo lắng mất đức tin và sợ hãi. Không Chúa không để chúng ta mồ côi đâu. Chúa không để chúng ta cùng đường bế tắc để chết ở trong sự tuyệt vọng đâu. Ngài có cách Ngài giải cứu chúng ta Trong cái thời khắc mà chúng ta nghĩ không còn Cái cơ may nào nữa Thì chính cái điều đó Chúa ra tay Chúa hàm Amen Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống ở chúng ta cùng mỗi lúc mỗi nơi Và mỗi tình trạng đen tối nhất của chúng ta Thì khi Chúa ra tay Thì nó cả sáng vinh hiển biết là chừng nào Do vậy thì kinh thánh cũng cho chúng ta thấy một cái tình huống đó là có những người bị thử thách kinh khiếp dữ dội mà dường như họ không chịu được sự giải cứu từ nơi chúa để rồi họ hưởng được một điều tốt lành hơn một sự màu nhiệm hơn từ nơi quyền năng lớn lao của ngài Xin Chúa cho tôi và anh chị em học lấy điều này để chúng ta không có phải mất đi cái lòng trông cậy hay đức tin nơi Chúa của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 cho chúng ta thấy rằng Ngài đã thể trì có nhiều người họ đã dường như không chịu giải cứu. Không phải là họ không chịu giải cứu hay là Chúa không giải cứu họ để Ngài giải cứu cách khác bên sau cái chấm dứt của họ. Đó là cái sự mầu nhiệm trong ý muốn của Ngài. Kinh Thánh Hebrew đoạn 13 câu thứ đoạn 11 câu thứ 35 là nói rằng có những người có người nhà của người mình chết sống lại có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu. Để được sự sống lại tốt hơn. Có những người dường như bị hình khổ dữ tợn hoặc không chịu giải cứu để được sự sống tốt hơn. Nhiều khi sự sống còn lại trên đất này không tốt hơn cho họ, cho nên Chúa ngài đã không ra ta giải cứu họ để có cái cuộc sống tốt hơn trên đất này nhưng mà có cuộc sống tốt hơn ở trong nước của Đức Chúa Trời. Có một quê hương không tốt hơn quê hương trên đất này nhưng mà quê hương tốt hơn nó dành ở trên nước của Đức Chúa Trời. Vì cái đó Kinh Thánh nói rằng có nhiều người khác chịu nhạo cười, chịu roi vọt, chịu xích xiền, chịu lao tù, chịu ném đá, chịu cưa tấn, chịu tha tấn, chịu cưa xẻ, chịu giết bằng lưỡi gươm, bị lưu lạc rài đây mai đó, nào là mặt da chiên, da dê, nào là bị khốn khổ, uh, thiếu thốn mọi đường, nào là bị hà hiếp, bị ngược để. Kinh Thánh nói rằng thế gian không xứng đáng cho họ ở, họ phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất, hết thả những người đó đều giàu nhân đức tin đã được chứng tốt Xong họ không nhận lãnh sự giải cứu trong đời này Nhưng mà họ được giải cứu trong đời sau Để họ hưởng được quê hương tốt hơn Trong nước vinh hiển của Đức Chúa Trời Hallelujah, cảm ơn Chúa Ngài có cách của Ngài Thưa anh chị em Đôi khi chúng ta bị áp lực, bị thử thách dồn dập Nó kéo liên tục Ngày này qua ngày kia hết việc này tới việc khác hết việc nọ tới việc kia Dường như chúng ta không được giải cứu nhưng không Chúa có cách khác tốt hơn để giải cứu chúng ta Amen. Hãy giữ vước tin nơi Ngài, giữ vững đức tin nơi Ngài Ngài là kỳ diệu và lạ lùng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài giải cứu chúng ta Ngài tôn vinh chúng ta Và Ngài ban cho chúng ta cái điều tốt hơn để chúng ta nhận biết cánh tay năng quyền của Ngài trên đời sống của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa xin mời thánh chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Giờ này nếu quý ông bà chị em có những tình huống bị áp lực nào, bị vây bọc những cái tình huống đầy khó khăn nguy khốn nào Dường như ngày này qua ngày khác Tháng nọ qua tháng kia Năm này kéo dài sang năm khác Hết thập niên này đến thập niên kế Dường như nhiều chục năm Chúng ta đối diện với những tình huống Chưa thấy sự giải cứu của Ngài Thì hỏi anh chị em Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa không có cách nào giải cứu Không Ngài có muôn vàng muôn cách để giải cứu chúng ta sự giải cứu thuốc về Ngài Ngài có cách khác nhau để giải cứu chúng ta Đôi khi Ngài không giải cứu chúng ta Bằng gươm, bằng giáo, bằng lao Nhưng Ngài có cách khác giải cứu chúng ta Anh chị em ơi, anh chị em hãy suy nghĩ đi Cái trành ném đá, cái cục đá nó bay tốc độ như thế nào Mà làm sao xuyên thủng được cái tráng của một con người gôi lá khổng lồ đó làm sao cục đá có đủ tốc độ và sức mạnh của nó để xuyên thủng được cái sọ não của con người nhưng mà đúng điều đó đã xảy ra gurat đã ngã gục bởi vì cỡ david không đến với ông ta bằng gươm bằng giáo bằng lao nhưng ông đến với ta bằng danh của jehovah ông đến với ông ta bằng Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận Hỡi hội thánh tôi và anh em có Chúa Giêsu Christ là đấng thanh toàn của chúng ta Ngài là đấng lãnh đạo chỉ huy tối cao của chúng ta Ngài nói với chúng ta rằng Ngài không bỏ chúng ta mồi côi Ngài không để chúng ta ở trong thằng bế tắc cùng đường đâu Ngài có ở tại đó Dầu ở trong lọ lược Ngài cũng có ở trong đó Dầu trong hang sư tử như là, như Daniel bị quăng trong đó Thì cũng có Ngài ở trong đó Dầu có sự thật tâm bề thuật đất cho anh em Nhưng có Ngài ở trong đó hội hồi hồ thánh của Đức Chúa Trời Đừng thất vọng, đừng mất đức tin Đừng ngã lòng Đừng bỏ cuộc Hãy bám lấy Chúa Hãy tin cậy vào Chúa Vì chính Ngài có nhiều cách khác nhau dạy cứu chúng anh chị em ơi Linh thánh cho chúng ta thấy là giải cứu chúng ta trong thời điểm trong giây phút cuối cùng giống như Führer bị cầm trong khám trong cái đêm cuối cùng sáng ngày vua rút đem ông ra để chém đầu như gia cơ nhưng trong đêm đó nửa đêm thiên sứ vâng mạng lời của chúa đến tháo xiềng mở cùng và đem Führer ra khỏi trong cái đêm trường mà rạng sáng sẽ bị chặt đầu dư gia cơ đó đã được giải thoát có thể chỉ trong một đêm sáng ngày thôi ngài sẽ giải cứu chúng ta ngài sẽ thay đổi cái sự đen tối trở thành những cái sự tươi sáng êm ế ngài sẽ giải cứu và đem chúng ra khỏi sự nguy khốn trở thành một cái sự vui mừng ngài giải cứu chúng ta ra khỏi bế tắc để chúng ta tự thanh thản trong cái con đường thanh thông dòng Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật ốm đau Ngài chúng ta làm được mạnh khỏe Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi nở nần Để Ngài làm chúng ta được thoát khỏi những cái nợ nần đó Và cho chúng ta được dư dật và dồi dào Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi những tình trạng Mà có thể nói rằng bó tay bất lực Ngài cho chúng ta được tự do hành thông Bởi vì Ngài là đấng thực hiện Bởi lòng nhân từ thương xót ngày hàng có hàng còn đời đời Hãy nói với Chúa hãy cầu nguyện với chúa hãy nắm lấy ngài ngài có nhiều cách khác nhau giải cứu chúng ta hãy nói với chúa ngay giờ phút này chúa ơi xin đến với con hãy cầu nguyện được ngôn ngữ tiếng mới hãy tiếp tục cầu nguyện ai không cầu nguyện được tiếng mới hãy cầu nguyện bằng cái trí khôn của mình ai không nói ra được nhiều lời thì hãy mạnh dạn nói với, với chúa một vài lời chúa ơi xin thêm đức tin cho con chúa ơi xin ngài giải cứu tình trạng của con và tôi tin rằng Ngài sẽ giải cứu Ngài sẽ giải cứu Ngài chắc chắn là đơn giải cứu chúng ta Hallelujah Hallelujah He gone so